Vấn đáp Pháp môn Quán Âm. Vấn: Nếu như mọi thứ trong cuộc đời này đều là nghiệp chướng, vậy những thứ bệnh khi ra đời có cần phải giải phẫu để trị liệu không? Sư phụ: Cần chứ. Mỗi khi có bệnh đều phải đi khám bác sĩ, không thể ở đó mà nói đây chỉ là nghiệp chướng. Cái thế giới này có bác sĩ là để trị bệnh cho chúng ta, cho nên chúng ta cần phải chăm sóc thân thể của mình, không phải ở đó chờ nghiệp chướng. Nếu như thật sự nhìn thấy nghiệp chướng của mình, cam tâm nhận lãnh, như vậy không sao. Dạng nhất nhìn không thấy thì mau đi khám bác sĩ, nếu không bác sĩ sẽ không có việc làm. Vấn: Không nghĩ thiện, không nghĩ ác là tình trạng như thế nào? Sư phụ: Câu nói này là do Lục Tổ Huệ Năng nói. Ý của Ngài là lúc chúng ta tìm minh sư thì không nên có thành kiến, không nên phân biệt người tốt hoặc người xấu, và cũng không nên phê bình người khác. Trong Thánh Kinh có nói một câu tương tự: Đừng có phê bình người, như vậy mình sẽ không bị phê bình. Cho nên Tây Phương và Đông Phương giáo lý đều giống nhau. Ngài Lục Tổ Huệ Năng không quen biết Chúa Giêsu Kitô, nhưng cả hai vị đều nói cùng một ý. Chúa Giêsu Kitô nói câu ấy là muốn nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Lão Tử kể một câu chuyện rất có ý nhị. Một ngày nọ, có một người tìm đến Ngài cầu đạo. Khi Lão Tử gặp người ấy thì không tiếp chuyện, trong khi người ấy vừa nói vừa hỏi, Lão Tử vẫn không mở miệng trả lời. Cuối cùng Lão Tử mới hỏi người ấy, tại sao ông lại đem nhiều người đến đây vậy? Người đi cầu đạo nói, tôi không có mang ai cả, chỉ có một mình thôi. Lão Tử vẫn cứ nói, ông đem nhiều người quá. Người ấy quay đầu lại nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy ai. Lão Tử nói, những người ấy ở nơi đây. Sư phụ lấy tay chỉ vào đầu. Ngụ ý của Ngài là người ấy đã đem quá nhiều thành kiến, hoặc đủ mọi thứ thành kiến tốt xấu chứa đựng đầy trong trí óc. Cho nên lúc Lão Tử trả lời câu hỏi của người ấy, làm sao người ấy có chỗ trống mà tiếp nhận. Cho nên Lão Tử mới nói người ấy đem nhiều người tới để làm gì. Lời nói này cũng cùng một ý với câu không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chắn, những lời mặc chú của đạo giáo có thể tiêu trừ ác ý và phiền não không? Sư phụ, điều này cần phải coi lại đẳng cấp của vị sư phụ của quý vị như thế nào. Cần phải coi người truyền pháp ấy có đủ lực lượng không? Tự người ấy đã xóa được phiền não chưa? Nếu quả thật như vậy, quý vị có thể đi cầu pháp với người ấy và sẽ đạt được những đẳng cấp như họ vậy. Quý vị cần phải biết, mặc chú vốn không có lực lượng. Nếu không, Phật Thích Ca Mâu Ni đã để lại nhiều mặc chú là đủ rồi. Tại sao lại cần nhiều vị minh sư xuất hiện? Tại sao Ngài còn nói, về sau có rất nhiều vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất để hộ pháp? Bởi vậy nhất định cần phải có minh sư mới có thể truyền pháp được. Ví dụ như chúng ta muốn học y học, đương nhiên cần phải học với thầy còn tại thế, không thể đi học với Ngài Hoa Đà. Cho dù Ngài Hoa Đà có thể để lại nhiều phương pháp bí truyền, dạy chúng ta cũng không thể tùy tiện bốc thuốc hoặc bán thuốc, hiểu không? Bốc thuốc không đúng sẽ làm chết người, chúng ta có thể bị nhốt vào trong ngục tù. Cho nên bất cứ môn gì đều cần phải học với thầy tại thế, không phải niệm một thứ mật chú gì đó mới hữu dụng. Nếu không, Ngài A Nan đã xuất gia, mỗi ngày Ngài ở cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã trì giới và còn biết nhiều chú nữa. Tại sao Phật còn kêu Ngài nên tu Pháp môn Quán Âm? Trước khi Ngài học Pháp môn Quán Âm, Ngài đã từng bị ma đăng già nữ dùng chú ngữ mê hoặc, thiếu chút nữa đã phá giới. Cho nên, cùng với Phật tại thế học đôi khi cũng vô ích, huống chi chúng ta là những người phàm phu, chỉ dùng miệng niệm vài lời thì có ích gì. Cho nên bất luận học thứ gì, phải hợp với lý lẽ thì mới học. Chấn, Thánh Linh trong Cơ Đốc giáo là gì? Tại sao lại có người đạt được đẳng cấp này? Sư phụ, Thánh Linh tức là Phật tâm, bản lai diện mục, là đẳng cấp Bát Nhã Ba La Mật cao nhất của chúng ta, là đại trí tuệ, là đạo. Dù cho gọi thế nào cũng chỉ là một thứ, chỉ khác nhau bởi danh xưng mà thôi. Quý vị hỏi tại sao có người đạt được Thánh Linh? Sư phụ hỏi ngược lại quý vị, tại sao lại không được? Cũng như có người có thể thành bác sĩ, có người không. Có người có thể thành Phật,
thì cũng có người không thể thành Phật vậy. Muốn đạt được đạo thì cần phải đi tìm minh sư, tìm những người đã đắc đạo, cầu vị ấy truyền pháp cho chúng ta, dạy chúng ta phải làm thế nào để sớm đạt được đạo. Học Phật, học đạo, tu hành cũng như các môn học vậy, không có gì là thần bí, cần hiểu rõ cái trọng điểm này. Có người học địa lý, có người học y dược, có người học chế tạo cơ khí, có người học điện tử, có người học lái xe, có người học nông nghiệp, có người học tu hành. Chuyện của thiên đàng, chúng ta muốn học cũng được, chỉ có rất ít người muốn học, cho nên chúng ta cho đây là chuyện thần bí. Kỳ thật đây cũng chỉ là một môn học mà thôi, một thứ khoa học, chớ nên nghĩ lầm. Chúng ta có thể một bên làm việc, một bên học hỏi, cũng như có người buổi sáng đi làm, buổi tối đến trường học cũng có thể tốt nghiệp được. Cũng giống như những học sinh khác vậy, có phải không? Những người tu hành là những người học khoa học chân chính, học khoa học của vũ trụ, sau khi họ tốt nghiệp có thể trở thành Phật, thành Bồ Tát, thành những người có năng lực hơn. Ví dụ những phi hành gia có thể bay vào không gian, bay đến địa cầu, bởi vì họ đã học về không gian rồi. Cũng như vậy, chúng ta muốn thành Phật, theo vị Phật học thì trở thành Phật, theo vị bác sĩ học thì trở thành bác sĩ. Đây là những chuyện rất là đơn giản. Vấn: trong sách của sư phụ ghi rằng không cần coi kinh điển, nhưng kinh điển của Phật giáo nhiều như vậy, có thể dùng để tham khảo trong lúc tu hành không? Sư phụ: được, nhưng nên khai ngộ trước, sau đó có đọc kinh điển thì mới có thể hiểu được. Nếu không, càng tham càng khảo. Phần lớn người đọc kinh đều không hiểu nghĩa của nó, phải không? Kinh văn có rất nhiều chuyện thần bí của nó. Nếu tu hành chưa đạt được những đẳng cấp đó thì sẽ không hiểu được kinh điển nói gì. Sau khi khai ngộ, chúng ta được một chút thể nghiệm sẽ hiểu kinh văn hơn trước, nên thường nghe sư phụ giảng kinh. Sư phụ sẽ đem các tôn giáo ra so sánh, giảng cho quý vị hiểu. Về sau quý vị lại thêm vào những thể nghiệm của mình, sau đó đọc kinh sẽ hiểu ngay. Cho nên khai ngộ là quan trọng nhất. Sau khi khai ngộ, đọc thứ gì cũng hiểu ngay. Vấn: ở nhà làm thế nào để tu? Sư phụ: cũng giống như xuất gia vậy. Sư phụ sẽ dạy cho quý vị tu như thế nào. Chỉ cần biết được pháp môn, tu ở đâu cũng được, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tu được. Sư phụ và những người xuất gia với sư phụ lúc nào cũng bận rộn. Buổi sáng và buổi tối thì ngồi thiền, còn ban ngày thì làm việc. Viết lại những lời kinh của sư phụ giảng, không phải ngày nào cũng chỉ ngồi thiền. Quý vị nhìn thấy sư phụ đi mọi nơi giảng kinh, nhưng chúng tôi đi đâu cũng đều ngồi thiền. Ở những nơi náo nhiệt cũng ngồi thiền, ở bất cứ nơi nào cũng đều ngồi thiền, cũng giống như quý vị vậy. Vấn: vô minh phiền não từ đâu tới? Sư phụ: từ trong đầu óc của chúng ta mà ra. Nhưng vô minh cũng là Phật tánh, tu hành mới biết được cái đạo lý này. Không tu hành thì không biết, chứ không có gì là vô minh và phiền não. Nhưng vì so sánh với sự an vui của thế giới cực lạc, cho nên chúng ta mới nói vô minh và phiền não. Nếu không, bất cứ mọi thứ đều ở trong đạo. Nhưng quý vị chưa biết cái đạo lý này, cho nên những lúc phiền não cảm thấy rất là đau khổ. Chúng ta nên biết, chỉ có tu hành mới có thể hiểu được tại sao phiền não là bồ đề. Vấn: minh tâm kiến tánh là gì? Sư phụ: chỉ vào lúc truyền tâm ấn sẽ lập tức tìm thấy bản tánh của chúng ta. Chúng ta sẽ hiểu rõ, chúng ta kiến tánh, chúng ta khai ngộ. Vấn: niệm án mani bát mi hầm có được kể là tu pháp môn quán âm không? Sư phụ: không phải, đây là quán âm thanh của chính mình, không phải quán Phật âm. Phật âm là như lai như khứ, nó tự nhiên đến, không phải do chúng ta niệm ra, cũng không phải chúng ta dùng bất cứ công cụ nào để nghe được, không phải thân khẩu ý của chúng ta có thể tạo ra. Vấn: tại sao Hội Phật giáo Trung Quốc đốt sách của sư phụ? Sư phụ: tại sao lại hỏi ta? Đó là chuyện của Hội Phật giáo Trung Quốc. Quý vị hỏi sai người rồi. Cần phải đi hỏi những người bên ấy. Nhưng sư phụ có thể nói cho quý vị nghe một vài việc để quý vị yên tâm.
Thật ra, chuyện đốt sách này cũng không có gì, chỉ là ngộ nhận thôi. Cần phải chịu khổ mới có thể truyền pháp được. Truyền pháp không phải là một chuyện vui và thuận tiện. Người truyền pháp nhận lấy những áp lực rất lớn từ bốn phương tám hướng đưa đến, từ cộng nghiệp của chúng sinh ra. Mỗi lần sư phụ đi giảng kinh, chịu nhận lãnh những áp lực hữu hình và vô hình rất nặng. Không phải chỉ có những người bên ngoài ngộ nhận, phỉ báng sư phụ mà thôi. Nhưng những chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi, không nên nhắc lại. Sư phụ đã từng nói phần trên trán là tịnh độ, có mắt trí huệ có thể liệu thoát sinh tử. Nhất quán đạo cũng có nói đến cánh cửa sinh tử ở giữa hai mắt. Theo đó mà nói, cánh cửa sinh tử cũng chưa phải là cứu cánh sao? Sư phụ, rất nhiều người biết đến mắt trí huệ, không phải chỉ có nhất quán đạo. Đây chỉ được kể là một trong những pháp môn mà thôi. Từ cổ chí kim đều nói nhiều, đến đại pháp nhãn tạng, cũng phải tu pháp môn quán âm mới có thể rửa sạch được những nghiệp chướng của chúng ta. Không phải chỉ mở mắt trí huệ là đủ. Mỗi ngày chúng ta đều tạo những nghiệp chướng mới. Những nghiệp chướng này cộng với định nghiệp trong cuộc đời này của chúng ta và những sự cộng nghiệp của những người chung quanh chúng ta đều cần phải dùng âm lưu để rửa sạch. Cho nên tu pháp môn quán âm là pháp môn độc nhất, vô nhị. Chúng tôi hiện nay có tràng hạt có thể dùng không? Dùng như thế nào vậy? Sư phụ, quý vị có thể đeo nó trên cổ như sư phụ vậy. Sau chuỗi này là do người ta tặng cho sư phụ. Sư phụ đeo nó trên cổ, trông rất trang nghiêm, rất đẹp đẽ, cũng giống như chúng ta mặc quần áo vậy. Nếu không mặc thì để chỗ khác. Nó không có làm hại gì cho quý vị. Trên thân thể của chúng ta có đồ trang sức rất nhiều, thêm một sâu chuỗi có quan hệ gì, có phải không? Không ngồi thiền, chỉ tu sửa những hành vi tham sân si, như vậy có thể là tu hành không? Sư phụ, nếu chúng ta có thể trị được tham sân si thì có thể kể là tu hành, nhưng không phải đơn giản như vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng cần phải tu đến 6 năm, Lục Tổ Huệ Năng tu đến 16 năm, Bồ Đề Đạt Ma ngồi nhìn bức tường 9 năm, Chúa Giêsu tu 19 năm. Quý vị muốn tu như thế nào? Mọi người đều tu pháp môn quán âm, còn quý vị muốn trị tham sân si mà thôi. Có ích lợi không? Còn nữa, mỗi ngày chúng ta tạo ra những nghiệp chướng mới và định nghiệp của cuộc đời này, cùng cộng nghiệp của chúng sinh và những nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của chúng ta đã tạo ra. Những thứ này chúng ta chưa nhìn thấy được, làm sao bây giờ có thể tu trị tham sân si mà thôi? Đây chỉ trị được một khoảng thời gian mà thôi, bởi vì đời người nhiều nhất là 100 năm. Khi nói đến 8 vạn 4.000 pháp môn là chỉ đến 8 vạn 4.000 loài chúng sinh. Mà đời đời kiếp kiếp qua, chúng ta đã làm xong bổn phận của rất nhiều loài chúng sinh. Chúng ta tạo rất nhiều nghiệp chướng. Nếu chỉ có tu 100 năm, thật ra không có ích lợi gì nhiều. Cho nên chỉ muốn giúp tham sân si thì không đủ. Những hình Phật in trên giấy có thể dán trong phòng của người độc thân được không? Có những pháp sư nói không được vì trong phòng thay quần áo, như vậy đối với Phật Bồ Tát là bất kính, vì vậy mà không thân cận với chúng ta, có phải như vậy không? Sư phụ đúng mà cũng không đúng, bởi vì Phật là vô sở bất tại, không phải quý vị dán bức hình của Ngài thì Ngài mới tồn tại. Phật không phải là cái hình ảnh ấy. Hình ảnh ấy là đại biểu cho Phật. Nếu chúng ta tôn kính Phật, thì bất luận ở nơi nào cũng đều tôn kính. Lúc thay quần áo cũng tôn kính. Nhưng dạng nhất, nếu lúc quý vị thay quần áo không tôn kính Phật, thì đừng dán ở nơi ấy. Cái này cần phải coi tấm lòng của quý vị. Sư phụ nghĩ rằng tấm lòng của quý vị mới quan trọng. Nếu quý vị dán hình Phật ở nơi nào, có thể thức tỉnh và phát triển bồ đề tâm của chúng ta. Nếu chúng ta muốn tu hành, muốn có lý tưởng cao quý, thì dán ở nơi đó. Nếu dán ở trong phòng, nhưng nhìn quen rồi, coi như không có vậy, quên mất lý tưởng tu hành cao nhã, như vậy thì đừng nên dán. Hiểu ý của sư phụ không? Nhưng lúc nhìn Phật, cần phải kỳ vọng, tự mình mau mau thành Phật.
Như vậy thành Phật mới có ích lợi. Không phải dán ở một nơi nào đó rồi lễ bái, cầu khẩn điều gì. Chấn, làm thế nào để phân biệt âm gian và dương gian? Thế giới có quỷ không? Sư phụ, có quỷ không? Mọi người đáp có. Họ nói có thì có. Âm gian và dương gian là muốn chỉ những thế giới không giống nhau. Vũ trụ có rất nhiều thế giới. Có thế giới của Phật, có thế giới của ma. Một số người gọi thế giới này là dương gian. Nếu lúc chết đi đến thế giới u u ám ám thì chúng ta gọi đó là âm gian. Những người tu pháp môn Quán Âm không có âm gian và cũng không có dương gian. Chúng tôi đi Phật gian được không? Chấn, Phật Bồ Tát hóa thân đến thế giới ta bà làm người, chân thể của các ngài có thể vẫn còn ở tại nguyên bản hay không? Sư phụ, chúng ta thành Phật sẽ biết ngay, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tuy nhiên sư phụ trả lời rằng đúng mà cũng không đúng. Nếu như chân thể của các ngài ở thế giới quá cao thì không thể nào hiểu được hoàn cảnh ở đây. Nhưng chân thể của các ngài là vô sở bất tại. Sau khi truyền tâm ấn, chân thể sẽ lập tức trở về nguyên gốc. Sau khi câu thông được với chân thể thì có thể ra đi được rồi. Ví dụ khi chúng ta muốn qua Mỹ làm việc thì cần phải đến nước Mỹ trước, thành lập một cái văn phòng, để lại nhiều người làm việc, thiết lập một đường dây điện thoại, lấy một bảng hiệu, mọi thứ đều hợp pháp. Qua tháng sau thì về Đài Loan, truyền mệnh lệnh đến Mỹ Quốc, chỉ huy những nhân viên ở đó làm việc. Những người ấy cần phải đến Mỹ Quốc trước, hiểu ý của sư phụ không? Thân thể của các vị đại sư tuy là ở đây, nhưng họ đã tự tại rồi. Ăn uống vui chơi đối với họ không có nghĩa lý gì. Cho nên sư phụ mới nói, thân thể của họ có ở đây mà không có ở đây. Ví dụ lúc sư phụ giảng kinh, nó có ở đây, nhưng có lúc cũng không có ở đây. Bây giờ có ở đây không? Mọi người đáp có. Nếu quý vị nhìn thấy mặt của sư phụ hồng hồng, thì hiểu rằng nó có ở đây. Nếu mặt của sư phụ trắng trắng, thì không còn ở đây nữa. Chấn, thánh nhân của các tôn giáo có phải do vô thượng chánh đẳng chánh giác hóa thân đến không? Sư phụ, phải mà cũng không phải. Đây là sự thật, không phải sư phụ nói đùa. Chúa Giêsu Kitô có phải là Phật không? Sau đó lại hỏi đẳng cấp của Bồ Đề Đạt Ma là gì? Như vậy chúng ta hỏi chừng nào mới hết, có phải vậy không? Không nên cả ngày đều lo chuyện của người khác. Chuyện của mình còn lo chưa xong, lại đi lo chuyện của người khác. Nhiều khi còn thấy không đủ, lại lo thêm chuyện Do Thái, Ấn Độ. Điều tra đẳng cấp của người ta để làm gì? Những điều này không có quan hệ gì đến chúng ta. Đừng nên lo nhiều lắm, có thể bị nhức đầu. Mỗi ngày đều niệm tâm vô sở trụ, mà lại đi trụ khắp mọi nơi. Đài Loan chỗ ở không hết, mà đi ra nước ngoài ở, như vậy không phải là tâm vô sở trụ. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 7 tháng 4 năm 1988 tại Đài Bắc, Formosa.